là giúp đỡ cho những người bệnh nhân ung thư và những người nuôi bệnh có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn. Rồi cảm ơn con nhé, đi đi rồi. Sáng suốt là em về rồi. Bao giờ về? Thứ hai á. Em cảm ơn tất cả những nhà hảo tâm là giúp đỡ cho em với các cô chú đức thời gian vừa rồi nha. Rồi cảm ơn hai mẹ con nhé. Rồi rồi chúc sức khỏe. Rồi băng qua đường. Đấy, hàng trăm phần thức ăn được chia sẻ tới những cái người bệnh nhân và người nuôi bệnh. Và khoác trên mình những cái chiếc áo này đó, chú anh chị, và cái áo của người nuôi bệnh thì về cơ bản là những người nuôi bệnh hầu hết là đều gặp những cái khó khăn. Ngày hôm nay để mà đi nhận những cái phần thức ăn này ấy, là các cô chú phải đi cũng khá là xa, cỡ cả cây số thì mới tới được bếp cơm. Thì mỗi một người đây các bạn sẽ nhận thêm là ngoài cái phần cơm tự chọn đó, là nhận thêm một chai sữa, rồi có một chai nước tương. Cố gắng nhận thêm một chai nước tương nhá. Nước tương thì mình ai thích ăn chay thì chan vào với cơm để ăn nhá. Ăn mặn thì lấy đồ mặn, rồi bánh mì, rồi nước suối để canh. Cô bác mỗi người nhận thêm một chai nước tương nhá. Ai ăn chay thì chế cái nước tương vô. Hôm nay phát mỗi người một chai nước tương nhá. Ai muốn ăn chay thì cô chú lấy cái chai nước tương đó rồi mình ăn chay. Dạ dạ. Hôm nay có thêm chai nước tương nhá. Cô chú nào ăn chay thì chế cơm với nước tương mình ăn. Nay bếp cơm có phát thêm một chai nước tương nhá. Cô bác nào ăn chay thì chế nước tương vô mình ăn. Hôm nay thì bà con cô bác đứng hết ở bên này.